Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 5 tháng 3, 2024 tới đây, Tòa án Nhân dân TP.HCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ đại án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Trong đó, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị xét xử về các tội tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ. Theo thông tin từ Vietnamnet, luật sư Giang Hồng Thanh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, một trong năm luật sư bào chữa bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bà Trương Mỹ Lan cho biết, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát mắc nhiều bệnh, phải dùng gần 10 loại thuốc mỗi ngày. Tuy nhiên, bệnh xá và bác sĩ của trại tạm giam không lúc nào để bà Lan bị thiếu thuốc. Khi sắp hết thuốc mà gia đình chưa kịp gửi là trại thông báo cho luật sư gửi bổ sung. Về tinh thần, bà Lan ổn định, vững vàng, không than phiền, đổ lỗi, oán trách ai. Bà Lan vững tin vào đảng và nhà nước. Mặc dù vẫn còn một số vấn đề chưa đồng nhất với quan điểm buộc tội của cơ quan tố tụng, nhưng bà Trương Mỹ Lan bày tỏ việc tự nguyện mang tất cả tài sản hợp pháp của mình cũng như vận động gia đình, kêu gọi bạn bè giúp đỡ để đảm bảo giải quyết triệt để các vấn đề về tài chính, kinh tế liên quan đến hậu quả vụ án. Trong trường hợp tòa án phán quyết bà Lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục, bà Lan khẳng định với điều kiện kinh tế, với uy tín và khả năng của bản thân, nếu tòa án phán quyết bị cáo phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào, bà đều sẽ giải quyết được đầy đủ, trọn vẹn. Gia đình bà Lan cũng cung cấp danh sách hơn 10 tài sản có giá trị rất lớn và không liên quan đến vụ án tới các cơ quan tố tụng để xin phương án xử lý. Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan là người điều hành đế chế Vạn Thịnh Phát với hơn 1.000 doanh nghiệp gồm các công ty con, công ty thành viên trong và ngoài nước, được chia thành nhiều tầng lớp để có nguồn vốn lớn phục vụ hoạt động của hệ thống công ty này, cũng như việc liên tục đầu tư mua các dự án bất động sản. Bà Trương Mỹ Lan đã tìm cách thâu tóm, chi phối, điều hành toàn bộ các hoạt động của ngân hàng SCB. Thông qua chiêu trò thu gom cổ phần rồi nhờ người khác đứng tên hộ, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần ngân hàng SCB. Bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần, chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt, bà Trương Mỹ Lan đã sử dụng ngân hàng SCB như một công cụ tài chính, huy động tiền gửi và vốn từ các nguồn khác, sau đó chỉ đạo rút tiền bằng cách tạo lập các khoản vay khống phục vụ cho mục đích cá nhân. Theo cáo trạng, từ tháng 1/2018 đến tháng 10/2022, bà Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ, gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần 130.000 tỷ đồng. Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều tội phạm xâm phạm về sở hữu, xâm phạm hoạt động của ngân hàng, hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị xét xử về các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ở tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Viện Kiểm sát truy tố bà Lan theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 mà không áp dụng theo Bộ luật Hình sự 2015. Khi truy tố bà Lan theo Bộ luật Hình sự 1999, Viện Kiểm sát tối cao lập luận rằng bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội trong một thời gian dài, trong khi Bộ luật Hình sự có sự thay đổi cơ bản về đường lối xử lý tại thời điểm trước và sau ngày Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực. Tại quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999, Bộ luật Hình sự năm 2015 và quyết định số 41 năm 2017 của Quốc hội về thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thì những hành vi phạm tội xảy ra trước ngày 1/1/2018 thì xử lý theo điều khoản tương ứng của Bộ luật Hình sự năm 1999. Những hành vi sai phạm nếu xảy ra sau ngày 1/1/2018 bị xử lý theo các điều khoản của Bộ luật Hình sự năm 2015, có xem xét đến nguyên tắc có lợi cho các bị can. Từ kết quả điều tra, các cơ quan tiến hành tố tụng đã rà soát, phân loại xử lý các bị can theo các tội danh cụ thể tương ứng với vị trí, vai trò, số lượng, tính chất, mức độ hành vi và lỗi của từng bị can. Theo các cơ quan tố tụng, bà Trương Mỹ Lan có hành vi sai phạm diễn ra trong thời gian dài trước khi Bộ luật Hình sự hiện hành có hiệu lực. Cơ quan tố tụng áp dụng nguyên tắc có lợi cho người bị buộc tội, nên áp dụng luật cũ đối với tội danh vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo Bộ luật Hình sự năm 1999, thay vì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015. Cáo trạng vụ án cho biết,
hành vi của bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm bị đánh giá là có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn. Từ năm 2012 đến tháng 10 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ từ 85% đến 91,5% cổ phần của SCB, chỉ đạo, điều hành và thao túng toàn bộ hoạt động của SCB. SCB đã giải ngân cho 1.366 khách hàng là 710 cá nhân và 656 tổ chức. Trong đó, nhóm của bà Trương Mỹ Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. SCB cho nhóm bà Lan vay chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường. Đến năm 2022, 875 khách hàng trong nhóm bà Trương Mỹ Lan với gần 1.300 khoản vay còn dư nợ tại SCB hơn 677.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo thuộc cấp lập khống 916 hồ sơ vay vốn của SCB với số tiền là 545.000 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng. Như vậy, SCB ngoài việc mất số tiền gốc bị chiếm đoạt, ngân hàng này phải trả thêm hơn 129.372 tỷ đồng lãi suất. Bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao buộc lũng đoạn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, gây thiệt hại cho ngân hàng này khoảng 498.000 tỷ đồng, bao gồm lãi suất từ nợ gốc, sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo cho các khoản vay. Với thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng như trên, khả năng bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm trong vụ án đang là một vấn đề đặt ra. Trong quá trình điều tra, truy tố, cơ quan tiến hành tố tụng cũng đã thu giữ khá lớn vật chứng, cũng như áp dụng các biện pháp cưỡng chế khác nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của các bị cáo liên quan trong vụ án. Đồng thời, ngày 19 tháng 2, 2024, Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành quyết định thành lập tổ tiếp nhận vật chứng để tiếp nhận các vật chứng trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 1. Về vật chứng của vụ án, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trong giai đoạn điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu đô la Mỹ. Trong đó thu giữ của ông Tạ Hùng Quốc Việt, tổng giám đốc công ty cổ phần Green Hill Village, 14,5 triệu đô la Mỹ. Đây là nguồn tiền mà bị cáo Lan đưa cho ông Việt để nhận chuyển nhượng dự án Green Hill Quy Nhơn. Thu giữ của Trần Văn Hùng, nhân viên tòa nhà Sherwood ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, 190.000 đô la Mỹ. Gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan và các cá nhân Tạ Hùng Quốc Việt, Trần Văn Nhị, Trương Huệ Vân tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả vụ án là hơn 118,7 tỷ đồng và 306.000 đô la Mỹ. Thu giữ của ông Nguyễn Phú Tiên, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Nhật Long An, số tiền 50 tỷ đồng là nguồn tiền bị cáo Lan thanh toán chuyển nhượng dự án khu dân cư Chợ Mới. Thu giữ của công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương gần 414,9 tỷ đồng. Đây là nguồn tiền bị cáo Lan giao cho các cá nhân tại doanh nghiệp này để nắm giữ 66,93% vốn điều lệ, trị giá hơn 1.200 tỷ đồng. Trong giai đoạn truy tố, đã thu giữ thêm của các bị cáo gần 55,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu đô la Mỹ. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!